chung cư Green City dự án thuộc tập đoàn tiến bộ TTB Group được triển khai vào đầu quý 2 năm 2018 trên khu đất có diện tích 16.103 m2 tại đường Trần Quang Khải, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Dự án nằm trong quần thể khu đô thị Green City rộng ngã 21 ha gồm các hạng mục biệt thự liền kề, các công trình công cộng. Quy mô dự án gồm 4 tòa chung cư cao 20 tầng gồm tòa CT1, tòa CT2, tòa Lotus 1, tòa Lotus 2, tầng 1, trung tâm thương mại, sinh hoạt cộng đồng, tầng bán hầm, nhà để xe, căn hộ từ tầng 2 tầng 19. Diện tích các căn hộ từ 30m2, 40m2, 50m2, 60m2, 71m2, 76m2 tương đương với các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ. Tổng số căn hộ trên 2.000 căn hộ. Dự án gồm 4 tòa, tòa CT1 và một phần tòa CT2 được Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang mua lại để tái định cư cho cán bộ, Nhân viên nhà máy phân đạm Hà Bắc và các hộ dân trong diện giải tỏa mặt bằng. Điều này chứng tỏ Green City được các cấp chính quyền rất quan tâm và tin tưởng vào năng lực của chủ đầu tư. Khi hoàn thiện, Green City gần như đã được lấp đầy bởi các căn hộ đã có các gia đình về ở tạo nên một quần thể dân cư đông đúc, văn minh. Khu đất triển khai dự án thuộc đường Lê Ngọc Trung, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, đây là khu vực sầm uất, dân cư đông đúc và thuận tiện giao thông. Cho đến hiện tại, Green City là dự án chung cư lớn nhất ở đây. 4 tòa chung cư với hơn 2.000 căn hộ, nhưng mật độ xây dựng của Green City chỉ từ 35%-40%. Phần diện tích còn lại được chủ đầu tư tập trung cho giao thông nội bộ và hệ thống dịch vụ tiện ích phụ vụ cư dân. Tại đây, các nhu cầu cơ bản của cư dân gần như đã được cung cấp đầy đủ. Để tìm hiểu thêm thông tin và giá căn hộ tại đây quý vị và các bạn hãy gọi ngay số 0962 262 365 hoặc nhắn tin số Zalo này để nhận được thông tin nhanh nhất. Video hôm nay xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng thổ địa bắc giang